Võ Xuân Trân để chia sẻ về hình ảnh lễ Xuân Anh Ta của đồng bào Khmer ngày hôm nay như thế nào trong năm mới. Xin chúc cho mọi người luôn luôn an lành và hạnh phúc và sự như ý trong giờ đồng hành với cuộc sống sông nước miền Tây vào bên trong để nơi tham quan ngày hôm nay. Đây, hôm nay mình đã có mặt tại chùa Sam Gom của thành phố Sóc Trăng để chia sẻ về hình ảnh lễ Xuân Anh Ta của đồng bào Khmer. Đón một lễ Xuân Anh Ta năm 2022 như thế nào, mời quý vị chú anh chị cùng theo dõi. Năm nhân dịp lễ Xuân Anh Ta của đồng bào Khmer, mình cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và hạnh phúc. Và sự như ý. Và bây giờ đồng hành vào bên trong để mình xem cái lễ phong tục của người Khmer ngày hôm nay đón như thế nào. Thì bây giờ mình đang ở trong cái khung viên của bổn chùa nghe quý cô chú anh chị. Thì giờ này cũng trời đang chuyển mưa hay tối. Còn đây là cái chánh điện của bổn chùa quý cô chú anh chị. Đây thì các bạn nhìn thấy xung quanh người ta đi lễ chùa cũng khá là đông nha. Đây thì có những nhiều cô gái vào này để mướn những cái trang phục của đồng bào Khmer đi chụp ảnh lưu niệm những ngày lễ của đồng bào đối với quý dương chị, cũng rất là đẹp, rất là ngộ nghĩnh của người Khmer. Còn đây là một cái tượng Phật là nằm lớn nhất của miền Tây nha quý cô chú anh chị, thì tại chùa Sam Gom. Đây là những cái kiến trúc độc lạ rất đặc biệt tại chùa Sam Gom của thành phố Sóc Trăng các quý cô chú anh chị. Đây những cô gái rất là đẹp luôn. Ô quá đẹp vậy ta. Đây những cô gái mặc đồ trang phục của Khmer, đồng bào Khmer của những ngày lễ rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Đây là những cái tòa tháp để nay thì người ta cũng đến để mà chiêm ngưỡng và chụp hình ảnh lưu niệm của chùa Sam Gom đó quý cô chú anh chị. Đây là cái những cái quán giải khát để giúp cho mình có thể thư giãn. Khi đến chùa mình có thể uống và ăn, phục vụ ăn uống tại chỗ quý cô chú anh chị. Rất là đẹp, tự sướng luôn nha. Đây bây giờ mình sẽ đi vào chỗ người ta đánh nhạc vũ âm truyền thống của đồng bào Khmer đó quý cô chú anh chị. Thì bây giờ bên ngoài đó đầu trời đã rất hụt mưa lăng tăng rồi, sẽ đến để mình quay lại cái cảnh người ta quánh vũ hoa nhạc vũ âm cho quý cô chú anh chị xem. Đây là đây bắt đầu phục vụ quý cô chú anh chị, người ta quánh nhạc vũ âm để cho đồng bào mình đến để mà thank you.
và Phật nằm lớn nhất của miền Tây không, quý vị chú ý tại chùa Sông Công của thành phố Sóc Trăng. Bên trong để chỗ cái hòn đá nổi này, quý chú vị, để mình xem về cái sự tích ở này. Thì đây là một trong những cái điểm đặc biệt nhất của chùa Sông Gông. Đây thì trước tiên mình sẽ đi vào ở bên khu vực này, quý chú vị, mình đi vào chỗ chính của hòn đá đặc nổi của chùa Sông Gông tại đây luôn nha. Mình sẽ đi đến đây luôn. Thì hôm nay là ngày lễ của đồng bào Khmer. Đây, mình sẽ đến đây cho quý chú vị xem về cái chuyện kỳ lạ của hòn đá nọ của chùa Sông Gông. Thì đây là một trong những cái điểm trưng bày về những cái cổ vật khá là đẹp. Đó, đây, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là những cái tượng Phật ở trong cái chỗ này nghe quý chú vị. Thì hôm nay là lễ Sen Don Ta của đồng bào Khmer, thì mình đến đây để mình chia sẻ về hình ảnh của đồng bào chuẩn bị như thế nào nhé. Đây là những cái búp sen tươi rất là đẹp đúng không chị? Đây là hòn đá nổi được tỉnh từ Campuchia về nha quý chú chị. Đây. Đá được thỉnh về từ Campuchia vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 17 tháng 1 2018 nặng 4,2 kg. Tại ngay chùa nghe quý chú chị. Đây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của Sông Nước Miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cùng xem. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của Sông Nước Miền Tây. Bye bye.